Ui. Roman của game thủ Cam Quýt vào đây bãi quả 7 cây đây rồi. 7 hay 6? 6 cây thôi. Vâng, Rome xem. Khoai quá nhỉ, chung kết. Quả 6, một cái gỗ 75 rất gần với nhà chính. Bảy hiêu cạnh vẽ quả luôn. Nhưng quan trọng là đội bạn là Seng. Thế là mới đầu. Chém Roman chém tuyển rồi. Gặp đúng bài Seng. Seng thì rất nhiều những cái bài để đánh với Roman. Đánh cung cũng được. Đánh cung thì Seng thường thường mặc định lên sớm hơn Rome khoảng 30 giây. Còn đánh chém thì chúng ta đã biết rồi. Đánh bài 23 dần thì lên sớm hơn tầm cả phút. Bài Rome từ tầm kích được tầm ấy. Tầm 9 à, ơi. Vâng, bầy hiệu 7 dành cho game thủ Cam Quýt. Bãi vàng đã có. Vâng, bầy hiệu 7. Hy vọng rằng quân có phần đuối hơn nhưng bài thì tươi dành cho game thủ Cam Quýt trong trận đấu chung kết này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các vị bạn đang bớt chút thời gian đồng hành cùng game thủ Cam Quýt trong kèo đấu của game thủ Cam Quýt trước game thủ Gunny. Một kèo đấu trong thể loại solo nhằm tập luyện để hướng tới giải solo sắp tới. Quýt là bảng nào Quýt nhờ? Bảng A luôn à? Vâng, sáng nay tôi xem lướt qua thì dường như Ven Lớp và Cam Quýt là hai người mà sắp xếp trong cái bảng cũng khá dễ thở. Đây là BS đầu của game thủ Cam Quýt. Chỉ là một voi đứng lẻ thôi, không được hai voi, hơi tiếc. À, vẫn có khả năng là hai voi đấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng nào. Vâng, thôi thì quân xấu hơn thì cho cái bài đẹp để cho cân. Vâng, cho cân cái, đánh cho nó mãn nhãn nào. Nào, 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 nào. Úi giời ơi. Vâng, đúng là voi càng ngày càng hiếm. Sắp tuyệt chủng tới nơi rồi. Sắp tuyệt chủng tới nơi rồi thì phải. Ừ, đúng thật, đúng thật anh em ạ. Không được đổi voi. Ơ mà cũng dị nhá. Ơ, tôi hỏi anh em một câu này. Một câu nhỏ nhỏ nhá, một câu thắc mắc mà thực sự rằng đến thời điểm này tôi vẫn không giải đáp được. Voi toàn là voi đực anh em nhờ. Không có con voi cái nào. Vâng, vì con voi nào tôi thấy ngà nó cũng dài ngoằng cái kia thì toàn voi đực thôi. Voi cái thì ngà nó ngắn hơn đúng không anh em nhờ. Hiêu thì rất khó để phân biệt rồi, nhưng voi thì có thể phân biệt được. Hết đồ với khoai. Vâng, tầm nay mà bây giờ ông nào mà khán giả bảo là Roman đánh cung với lại Seng đúng là cạn lời này. Thôi khoai rồi, tỷ số sẽ là 2-3 thôi, rất khó. Seng thì cái tỷ lệ không lên đời nó hiếm lắm. Vẫn có nhưng mà hiếm. Vâng, gỡ mãi. À, đây 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 đây. Thôi thôi, vẫn tím thôi. Đập lô hơi lâu. Lô này là lô 8 giờ mới quay chứ không phải lô 6 giờ quay. 6 giờ quay thì còn có cửa, 8 giờ mới quay này muộn quá, tìm thấy hơi muộn. Hơi tiếc. Vâng, đợi ông Gunny chọc giò nữa là quýt thôi là vừa. Tầm này Gunny cũng chuẩn bị kích rồi đấy. Có lẽ là kích rồi cơ. Nghiệt ngã. Vâng, như vậy là lên đời 2 thì là lên sớm hơn game thủ Cam Quýt một dân thôi. Nhưng đời 3 chắc chắn sẽ sớm hơn rất nhiều. Ôi giời. Đôi khi con gặp những con voi nó hơi hơi dị anh em ạ. Con voi thì phi mãi không mất máu. Con voi phi mới có tầm 5 cái rồi nó đùng nó chết.
Chắc đứng lẻ này không có gái nên là thẩm du nhiều, xuất tinh sớm đấy mà. Cái hệ vòi FA này thì 11-10 với kích được, với mới kích được. Đúng 11-10 luôn. Cái bãi vàng kia mà tìm thấy sớm hơn một chút thì sẽ đóng chiếc bet mắc binh hơn. Ở 2BB à, quýt. Rồi, vậy cái được rồi. Không biết thấy khán giả của 2BB mà. 2BB thật. Quýt cũng không để ý là một pha đóng 2BB. Tôi cũng không để ý. Tôi không sao. Đóng cái BB kia chủ yếu là bo nhà thôi. Bo nhà luôn. Tạm thời thì bo lại không được nhà rồi đấy. Xem khả năng sẽ có cung R sớm. Rất nhiều gỗ. Bánh xe thôi. Đấy. Vâng, lý do tại sao quyết đóng 2 BB là như vậy. Cố tình đóng thêm một cái BB nữa để bò nhà kín luôn. Chỗ này đóng 3 cái E mới lại 2 cái B, một cái BE thì nó cũng gần. Vâng, nó cũng không 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 hơn nhau là bao nhiêu cả. 60 gỗ thôi. Mà đặc biệt là Roman nó không đến 60 gỗ. Tầm bốn mấy gỗ thôi. Đã bị phát hiện khoanh ruộng này, nếu như không bị phát hiện khoanh ruộng này thì thơm. Hai khoanh ruộng này sẽ giúp được cho game thủ cắm quýt để sóc đều 2L. Bây giờ thì đã bị phát hiện khoanh ruộng rồi, đang bị lạc đà đi vào khoanh ruộng rất gắt. Vâng, như vậy là gắn đi không chém nữa. Chốt luôn BB. Hệ chắc côi. Đúng là Roman có khác. Sọc đơn thì nó cũng rất sợ lạc đà. Vâng, cái hệ lạc đà nó khác cả ngựa chém cả sọc đơn. Tam lai đang dần vòng lên được một chút. Như vậy tam lai của Sen bây giờ tầm khoảng xấp xỉ 40. Có nhà A luôn, chuyển A luôn và khả năng là chuyển thẳng cung cung A chứ không phải là cung R đâu. Với cái việc ở bên mình đánh sọc đơn này, người ta đánh cung R cửa thắng cao. Nói chung Sen tầm này đánh cái gì cũng thắng này nha. Sen tầm này đánh cái gì cũng thắng. Tốc độ phát triển của Roman thì không bao giờ bằng Sen được. Mà lại lên đời hơn cả phút thế kia. Bây giờ cho tôi vào cầm máy gắn đi khi cũng thắng ấy chứ còn chả nói gì gắn đi đánh. Bây giờ timeline gắn đi nó phải rơi tầm khoảng 50 rồi. Tao lại mít kìa, mít đe kìa. Cung R có rồi. Bãi bò nhỏ này sẽ bị khai thác luôn. 3L đang cố gắng bắt đều để có thể đỡ nhà tới này. Thực đang hơi đuối. Game thủ cam quyết vẫn đang rất cố gắng. Tên này có bằng tên này có đỡ được không? Hy vọng đỡ được với khá đông sọc lên. Công 4 luôn. Phải lạc đà lên công 4 nó rất khắc luôn. Siêu khắc. Quyết cần phải lên thêm một công nghệ nữa. Thậm chí là sọc đơn của game thủ cam quyết mới chỉ có công và chưa có giáp. Vâng, 4BL. Chắc chắn rằng cung R đã có giáp rồi. Tạm lại vẫn là 44. Vẫn đánh được, vẫn đánh được. Nâng luôn công 4. Nâng luôn công 4. Giáp 2 đã lên xong rồi, bây giờ đợi lên công 4 nữa thôi. Đây sẽ là một trận đấu mà game thủ Gunny anh vẫn chưa thể kết dứt điểm được. Vẫn phải cầu kéo thêm một lúc nữa.
rất đông gung rờ. Vâng thôi khó, tỷ số là 2-3. Chung kết nghiệt ngã, chung kết nghiệt ngã dành cho game thủ Cam Quýt. Tiếc thật đấy. Vâng, tỷ số là 2-3 trong set đấu đầu tiên, một set đấu và chung kết